Xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với đọc truyện đêm khuya. Thì buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, Nguyễn Hùng sẽ gửi đến quý thính giả mỗi câu chuyện có tựa đề là Phòng trọ ma ám. Đây là một cái câu chuyện khá là hay. Quý thính giả hãy cùng lắng nghe nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào câu chuyện. Hãy ế oải, chống tay ngồi dậy sau trận nhậu bí tỉ tối qua. Vụt mặt dưới vòi nước mắt lạnh, hãy dần nhớ lại những gì đã xảy ra. Chuyện là anh mới được chuyển công tác về nội đô với những công việc đầy hứng thú và rõ ràng cơ hội thăng tiến sẽ dễ dàng hơn. Để tiện đi làm, hãy thuê được một căn chung cư cũ do tình cờ thấy tên cho thuê trên mạng. Căn chung cư ngoài gần chỗ làm của anh Hải ra còn rất hài lòng với giá thuê rất rẻ cho một căn hộ tạm gọi là đầy đủ tiện nghi như thế này. Sau khi dọn dẹp qua và mua thêm đồ dùng sinh hoạt, anh rủ vài người bạn đến nhà ăn uống vì những điều thuận lợi bước đầu. Dòng nước mát khiến Hải tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng, đương nhiên là ngủ tiếp vì chả thể làm gì khác vào lúc này. Nằm trên giường mà Hải cứ chần chọc mãi, dù hai mắt cũng đã mỏi dần trở lại. Có một điều không ưng ở căn nhà này, nói đúng hơn là trong phòng ngủ. Một cái cửa sổ đã bị bịt mất, chủ nhà cũng chỉ lắp gạch vữa qua loa, chứ không hề sơn lại. Hơn nữa, màu gạch còn khá mới, chứng tỏ là nó mới bịt kín gần đây. Hãy có thắc mắc, khi anh đến xem nhà thì anh nhận được câu trả lời khá ầm ừ. Nội dung đại khái là sợ gió bão. Cũng may là trong phòng ngủ còn một cái cửa sổ sát bàn làm việc. Vì Hải rất ngại không gian bí bách, cuối cùng thì Hải cũng trở lại giấc ngủ. Một giấc ngủ khá dài và sảng khoái, không mộng mị, êm ái như những cơn gió nhẹ nhẹ. Quay lại với cuộc sống hối hả, đầy bộn bề lo toan. Ở nơi đô thành sầm uất này, người ta đeo mặt nạ sống với nhau. Trước mặt là anh em, là cười nói, nhưng sau lưng là những nhát dao chí mạng. Công việc và các mối quan hệ cứ cuốn lấy Hải, khiến căn nhà thuê chỉ là nơi nằm ngủ mỗi đêm. Anh cũng dần quen với nhịp sống ở đây, mà quên đi ô cửa sổ bị bịt kín. Nhưng đêm nay thật lạ, Hải đi nằm từ sớm do người đã mỏi nhừ. Nhưng đáng lẽ đi vào giấc ngủ, anh lại cảm thấy tỉnh táo. Một cảm giác thật khó chịu, bí bách và ngột ngạt. Và rõ ràng trời đang trong những tháng hè cuối cùng, Hải vẫn thấy những cơn lạnh ập tới, lan từ đôi chân, chạy dọc sống lưng rồi tỏa hết khắp cơ thể. Sao lại bị lạnh giữa trời mùa hè thế này nhỉ? Hải mơ hồ nghĩ, mình có mở cửa sổ nhưng sao không khí ngột ngạt quá. Anh ngồi dậy nhưng dường như chân tay Hải kẹt giữa ranh giới của thật và mơ, không nghe theo ý muốn. Bất giác Hải quay lưng về phía cửa sổ, vẫn khung cửa mà anh hay ngồi làm việc hàng ngày, vẫn là màu vàng vọt đến thê lương từ ánh đèn đường đêm. Nhưng hôm nay dường như có một màn sương mỏng mờ mờ che phủ, màn sương mơ hồ như chính giác lúc này của Hải, cho anh một cảm giác chẳng lành. Một cái gì đó không thuộc về thế giới này, không nên xuất hiện ở đây. Đột nhiên ở chính cái màn sương đó, một khoảng đen xuất hiện. Nó như một cái bóng, to dần, rồi hiện ra như một hình người. Rồi cái bóng nhẹ nhẹ cử động. Nó ngồi xuống ghế, dao động nhẹ như đang tìm kiếm cái gì đó, mà không quan tâm chỉ cách đó vài bước chân. Có người đang chết biến với cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt, cộng thêm những ảo cảnh đang diễn ra trước mắt. Mơ, chính xác là mơ. Hãy tự trấn an mình, rồi anh cố gắng hết sức gượng quậy chân tay, với mong muốn rằng mình sẽ tỉnh dậy khỏi cơn mơ, khỏi những cảm giác khó chịu này. Cuối cùng thì Hải cũng tỉnh, thấy mồ hôi vã ra như tắm, tim đập liên hồi. Miệng thì cố ngáp những luồng không khí tươi mới, vì cảm giác bí bách vừa rồi vẫn còn nghèn nghẹn đâu đó trong cổ họng. Ngày hôm sau, những nỗi lo âu hết sức mơ hồ đó cứ quấn lấy Hải.
Trở về phòng ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, anh chợt cảm thấy hơi sợ. Con người vốn dĩ đâu có sợ bóng tối, mà sợ những điều vô định trong bóng tối mà thôi. Hải cũng vậy, cũng cảm giác mộng mị đầy bí ẩn, những hình ảnh không thể giải thích đang xảy ra trong chính căn phòng này khiến anh sởn gai ốc. Nhưng là một người tin vào khoa học tuyệt đối, Hải gượng cười, thầm chê mình nhát gan vì chỉ có hiện tượng để giải thích cho hiện tượng đêm vừa rồi. Mơ hả? Với lại ma cỏ gì không thèm dọa người mà lại ngồi vào bàn làm việc mà chi thức à? Đúng với những gì Hải nghĩ, từ đêm đó đến nay anh ngủ rất ngon. Nỗi lo lắng mơ hồ đó cũng dần phai mờ đi trong cuộc sống. Vốn dĩ đã nhiều điều cần quan tâm của anh. Hôm đó là chủ nhật, vừa xong một dự án lớn nên Hải được cấp trên thưởng cho một ngày nghỉ thứ hai. Nhàn rỗi lại thêm thấy phòng ngủ kiêm phòng làm việc khá bừa bộn, anh dự định dành ra một ngày để dọn dẹp lại căn phòng này, thay vì ngủ nướng hay lại lao ra ngoài đường với những thú vui vô bổ. Vì suy cho cùng, chăm chút nhà cửa cũng là một cách để thư giãn, cũng là thói quen nên có của một người đàn ông trưởng thành. Căn phòng nhỏ dần trở nên gọn gàng và sáng sủa, chỉ còn chỗ bàn làm việc là hoàn tất công việc dọn phòng. Hãy khó khăn dọn dẹp đống tài liệu trên bàn, phân loại chúng xem cái nào giữ lại, cái nào bỏ đi. Tưởng chừng nhanh nhưng thật ra mất rất nhiều thời gian. Cho đến gần cuối của sắp tài liệu, Hải chợt thấy một mảnh giấy nho nhỏ, có màu khác so với loại giấy in tài liệu anh vẫn thường hay dùng. Mảnh giấy như cố tình thu hút sự chú ý của Hải, và như lẽ thường tình, anh cầm lên đọc. Nơi này không thể ở được, hãy đi trước khi quá muộn. Hải ngờ ngợ. Ban đầu anh cho rằng đây là chỉ là một trò đùa của một ai đó trong khu nhà này, viết giấy để trêu chọc mọi người, sau đó thả bay mà vô tình rơi vào cửa sổ phòng anh. Nhưng mảnh giấy này lại xếp cuối cùng tài liệu, lại nằm khá ngay ngắn dưới những lớp giấy tờ, nên Hải thiên về việc trong khi in tài liệu, mảnh giấy này bị kẹp rít giữa những trang in mà anh không để ý. Hơn nữa ở nơi in ấn, chẳng ai quan tâm đến một mảnh giấy viết gì, mà kể cả nội dung mảnh giấy là thật thì cũng chẳng phải nói đến nơi này. Không chỉ vì những lý do kể trên mà còn là thực tế, Hải thấy khu này vẫn nhiều người thuê ở, và theo chủ nhà thì chính phòng anh trước đó cũng khá nhiều người từng thuê. Không nghĩ ngợi nhiều, Hải vo tờ giấy lại và ném vào thùng rác. Mà không thể ngờ câu chuyện khiến anh cả đời không thể quên được thực sự mới chỉ là bắt đầu. Lại là mơ, lại là một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ đầy sợ hãi. Hãy cảm tưởng như trước mắt mình là một đoạn phim đầy chân thực, với màu sắc u ám đang bao trùm lên toàn cảnh vật. Hãy vẫn đứng trong căn phòng đó, nhưng cách bài trí và đồ đạc khá xa lạ, và hơn nữa là ô cửa sổ ngay giường không bị bịt kín. Hải giật mình khi thấy một người con gái đang ngồi quay lưng lại với anh, mái tóc rủ rượi, vai rung lên bần bật cùng với tiếng khóc nức nở. Rồi nhanh như cắt, cô ấy tiến đến gần cửa sổ, quay lại nhìn Hải với một đôi mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm, rồi nhảy xuống mà không lấy một giây suy nghĩ. Ánh mắt của cô ấy làm anh lạnh cả sống lưng. Nó chứa đầy hận thù, cảm giác như cơn thịnh nộ có thể phát ra bất cứ lúc nào. Dường như bị ánh mắt đó thôi miên, anh thấy chân mình tự bước ra cửa sổ, chống tay nhìn xuống dưới. Cô gái đó rơi từ tầng 4 xuống, vùng đầu đổ thẳm một vũng máu, mắt nhắm nghiền, nhưng chỉ trong một tích tắc, Hải bỗng thấy đôi mắt cô ấy mở trừng ra, miệng thì nhếch cười một cách đầy ghê rợn, như bị hối thúc, như bị một sức mạnh quá dị nào đó bức ép. Hải đưa chân lên cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Lúc này chút ý chí còn sót lại của Hải mới nhận thức được sự nguy hiểm. Anh cố sức lùi lại rồi vùng vẫy. Cơn sợ hãi đã bao trùm tâm trí Hải,
khiến điều duy nhất anh có thể làm được là kêu gào và giãy giụa. Rồi lại cái cảm giác bí bách mồ hôi đó, hãy thấy mình như đang đi vào một hang động ẩm thấp, càng lúc càng thiếu dưỡng khí để hô hấp. Hãy cố sức chạy hòng thoát ra khỏi cơn mê man này. Dần đà anh đuối sức, thở cũng không được nữa rồi. Anh đành bất lực buông xuôi, mặc cho bản thân mình như rơi vào trong một không gian tối đen vô định. Ngay lúc hy vọng đang cạn kiệt, chợt có một tia ánh sáng nhỏ nhoi chiếu xuống. Theo đúng nghĩa đen, chiếu tới đâu cơ thể hãy nhẹ tên tới đó, không còn cảm giác nặng nề bất lực. Rồi tia sáng đó chói lóa cũng là lúc hãy tràn tỉnh. Anh thở hổn hển, thấy người ướt sũng mồ hôi, nắng chiếu vào mặt. Và một điều kỳ lạ nữa, anh đang ngồi ở bàn làm việc, trong tay đang cầm mảnh giấy nhầu nát. Nơi này không thể ở được. Lật mặt sau của mảnh giấy kỳ lạ, hãy thấy một dãy số như số điện thoại. Sau một hồi đắn đo, hãy cũng cầm máy lên và gọi theo số đó. Biết đâu đó lại là một chìa khóa cho cái tâm trạng rối ren của anh lúc này. Hãy không biết được thứ mình đang phải đối mặt là gì, và liệu nếu rơi vào cái cơn mê kia nữa, anh có thể tỉnh dậy được nữa không? Sau vài tiếng tút tút thì bên kia cũng có người nghe máy. Hãy cứng họng, không biết nói gì, bắt đầu từ đâu, vì ai đời lại đi gọi cho số điện thoại lạ, vì một câu chuyện lạ không kém bao giờ. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên. Sau vài tiếng alo không phản hồi, định tắt máy thì chợt nhớ ra điều gì đó. Có phải cậu là người ở khu chung cư trên đường đó không? Hãy bàng hoàng nhưng vẫn bảo vâng, không quên hỏi rằng là vì sao người đàn ông kia lại biết. Tôi biết vấn đề của cậu đang gặp phải. Tôi không chắc có giúp được cậu hay không, nhưng cậu đến gặp tôi ở số nhà này, và ít ra có một số thông tin hữu ích cho cậu đó. Hãy thật sự sợ hãi, không chỉ vì giấc mơ đáng sợ đêm qua, mà còn là người đàn ông lạ mặt nào đó biết rõ địa chỉ của anh, lại còn gửi số điện thoại qua một mảnh giấy chứa thông điệp kỳ lạ không kém. Hay là làm theo lời cảnh báo, dọn quách khỏi đây cho rồi. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Sang nhà bạn bè, đồng nghiệp, còn gia đình họ không tiện, mà giờ có đi tìm nhà mới thì cũng chẳng kịp. Gã chủ nhà hình như cũng đi vắng từ hôm qua. Lưỡng lự một hồi lâu, hãy quyết định đến tìm người đàn ông lạ mặt kia. Để cho chắc chắn, anh gọi lại cho người đàn ông, hỏi rõ tên tuổi, hẹn gặp ở quán nước ngay gần nhà ông ta. Hãy cũng hơi bất ngờ vì người đàn ông ấy đồng ý ngay. Như vậy là ông ta chưa chắc có ý xấu với anh. Yên vị tại một quán cà phê trên đường, lòng Hải vẫn nóng như lửa đốt, khiến anh hơi mất bình tĩnh mà vừa tắt điếu thuốc vừa mới châm xong. Mọi thứ đến thật bất ngờ và cũng thật đáng sợ, vì chúng không thể giải thích theo những luận điểm thông thường. Hải cũng sợ hãi vì không biết điều gì sắp xảy đến với mình, và chắc chắn căn phòng anh đang ở không ổn. Cần làm gì đó trước khi mọi chuyện quá muộn. 5 phút sau thì người đàn ông lạ mặt đã tới. Trái với suy nghĩ của Hải, ông ta là một người đàn ông trung niên khá thấp bé, điềm đạm, với một khuôn mặt và mắt anh hiền lành, nhưng ẩn chứa đâu đó một nỗi buồn sâu thẳm. Sau vài câu xã giao, chú Minh là người đàn ông đó lên tiếng. Thằng Chiến, con trai tôi, là người thuê cũ của căn phòng của cậu đang ở. Căn phòng đó có rất nhiều chuyện dị thường, cho nên cậu hãy chuyển đi sớm càng tốt. Ngập ngừng một chút, người đàn ông kia nói tiếp. Nó bảo rằng nó đã cảnh báo cậu, nhưng cậu không để ý nên nhờ tôi giúp. Hãy nghe xong trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Vậy sao con trai chú không đến gặp trực tiếp cháu? Chú Minh quay ra nhìn con đường tấp nập, hai bàn tay thu lại, xoa vào nhau khẽ trả lời. Nó mất được hơn một năm nay rồi. Nó mất do nhảy từ cửa sổ chính căn phòng đó xuống. Thỉnh thoảng nó vẫn về báo mộng cho tôi đó. Hãy lạnh người, ngồi thẳm xuống ghế,
mặt anh tê rần đi. Không tin vào những gì mình đang nghe. Giữa thế kỷ 21, có người có thể khoan hàng km xuống lòng đất, có thể bay lên cả không gian, mà ở đây còn có câu chuyện kỳ lạ như vậy sao? Nhưng những gì xảy ra làm anh không thể không tin. Định thần một lúc, hãy cảm ơn người đàn ông rồi ra về. Anh quyết định chuyển ra ngay lập tức, tránh chuyện chẳng lành. Nhưng trời lại không chịu lòng người. Lúc Hải dọn xong đồ thì mưa tầm tã, đến ô tô còn khó đi lại, chứ nói chi là đến xe máy. Tiếng thoáng lưỡng nan, anh đành chạy chứa ở phòng khách ngủ, khóa luôn căn phòng đáng sợ kia lại, miệng lầm rầm cầu nguyện mong cho mọi chuyện suôn sẻ. Hải pha một cốc cà phê thật đặc, định bụng sẽ thức thâu đêm tiện thể nghiên cứu dự án sắp tới. Là một người hết mình vì công việc, đây cũng không phải đêm đầu tiên anh thức trắng. Hơn nữa, một suy nghĩ mơ hồ rằng chuyện kỳ quái anh đang gặp chỉ xuất hiện trong lúc ngủ, nên cố thức chắc là sẽ không sao. Yên chí ngồi trên sofa, Hải bắt đầu làm việc trong ánh đèn leo lắc, mà không biết rằng đêm nay sẽ là đêm khó quên nhất trong cuộc đời của anh. Hải chật choàng mở mắt, anh không rõ là mình đã ngủ quên từ bao giờ. Rõ ràng bình thường, cà phê đối với anh rất hiệu nghiệm. Chợt có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng của Hải. Anh bàng hoàng phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trong cái căn phòng mà chính tự tay Hải đã khóa trái. Thay vì ở ghế sofa ngoài phòng khách, Hải run bắn mình. Liệu cái thế lực ma quái kia có lại xuất hiện nữa không? Và nếu có xảy ra, anh biết chống đỡ sao trong khi chỉ có một mình? Hơn nữa, anh là người bình thường, đối phó sao với những ảo ảnh kỳ dị như thế? Không nói nhiều nữa, trước hết là cứ thoát ra khỏi đây đã. Hãy mau chóng bước xuống giường, hướng ra phía cửa. Nhưng kỳ lạ thay, cửa phòng lại khóa ngoài, bên trong hoàn toàn không khóa. Hãy thật sự sợ hãi, anh chỉ còn thiếu nước kêu lên cho người đến cứu. Những sự việc không thể giải thích cứ dồn dập khiến anh mất hết kiên định và bình tĩnh. Hãy ngồi sụp xuống, tự nhớ tay mình, hôm nay chỉ là mơ và sẽ có thể thoát ra khỏi thực tại. Và điều đáng sợ nhất cũng đã xảy ra, khi Hải không phải là người duy nhất trong căn phòng quỷ quái này. Anh nhận ra điều đó, toàn thân Hải như mềm hoạt, hai chân như tan chảy, con người như muốn lòi ra ngoài. Trước mặt anh là một hình bóng quái dị, một người con gái bận đồ trắng mờ mờ ảo ảo, đầu tóc rối bời, trên trán còn bết những vệt máu. Nhưng đặc biệt là đôi mắt đỏ âu như phát sáng trong bóng tối, một đôi mắt chứa đầy hận thù, căm phẫn. Và có lẽ chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng đủ để khơi ra những gì đen tối nhất mà mỗi con người chúng ta đang cất giấu. Hải lúc này như một con nai đang bị đàn sư tử đói dồn đến chân tường, sợ hãi, bàng hoàng và bất lực. Nó tiến dần đến anh, đưa đôi tay xương sẩu lên cổ anh. Hải cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt, tiếng thở ngắt quãng, và cái chết đang đến từ từ. Tất cả như một cuốn phim tuôn ngược, và Hải dần hiểu khởi nguồn của mọi chuyện. Khổ thân chưa, con trẻ mà nghĩ quẩn, hình như nó trọ trên tầng 5 khu nhà ông Hoàng thì phải. Nghe nói là cô này sống thử với người yêu, mới có thai xong, thằng kia ôm tiền tiết kiệm trùng mất. Đúng là nghiệt ngã mà. Đám đông bàn tán xôn xao, trong khi lực lượng chức năng tiến hành thu dọn thi thể của cô gái trẻ. Một người đàn ông gan dạ kịp đưa tay vuốt đôi mắt còn lại đang mở trừng trừng, hằn lên những tia máu căm hận của cô. Chính quyền xác định đây là một vụ tự tử, cũng không quên yêu cầu ông Hoàng, chủ khu trọ, đắp xong cửa cho khu căn hộ xảy ra vụ việc. Cái chết đầy tức tử của cô gái khép lại không lâu sau đó, nhưng không ai biết rằng đôi mắt đã nhắm nghiền lại của cô lại một lần nữa mở trừng ra. Tỉnh, tỉnh dậy đi Hải, mọi chuyện qua rồi. Dậy đi Hải ơi, dậy 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 dậy. Hải mở trừng mắt ra đầy khó nhọc, chân tay mềm oặt, đầu thì nặng trĩu,
đang đỡ anh là ông hoàng chủ nhà, bên cạnh là một ông sư già đức độ. Vậy là mình chưa chết. Hải mừng rỡ nhận ra mình vẫn đang nằm trên sofa phòng khách. Chờ Hải ngồi hẳn lên, ông hoàng mới từ từ giải thích. Căn phòng này trước kia tôi có cho một cặp đôi thuê, sau đó cô gái bị lừa cả tình lẫn tiền nên tự vẫn. Hồn ma cô gái ám lại căn phòng này và giết chết bất cứ người đàn ông nào thuê ở đây. Ông biết điều đó mà tại sao ông vẫn nhẫn tâm để cho người khác đến thuê? Hãy tức giận. Ông hoàng chủ nhà buồn rầu khẽ đáp. Vì có lẽ đe dọa đến gia đình tôi, cô gái bắt tôi chỉ cho được nam thuê trong căn hộ này. Hơn nữa thu nhập chính của tôi cũng đến từ tiền cho thuê nhà. Lặng đi một lúc, ông hoàng nói tiếp. Trước cậu cũng có một thanh niên tên Chiến cũng ở đây, rồi chỉ sau một tháng cậu ấy cũng tự tử bằng cách nhảy xuống. Điều đáng sợ là những song sắt bị bẻ cong đủ cho người chui qua, mà sức người bình thường không thể nào làm được điều đó. Hãy chợt hiểu đó là lý do mà cửa sổ chỗ giường ngủ đã bị bịt kín. Ông hoàng giải thích tiếp. Lúc đó chẳng ai hiểu vì sao một chàng trai tốt bụng, vui tính và tràn đầy năng lượng như Chiến lại tự tử. Chỉ có tôi mới biết nguyên do, và tôi cũng biết cô ta đã quá mạnh. Vì an toàn của gia đình, tôi mới để cậu thuê lại căn hộ này. May sao có người mách nối đến thầy Tâm có tài trừ tà diệt ma diệt quỷ, nên tôi tức tốc đi mời, may sao kịp cứu cậu. Lúc tôi và thầy Tâm phá cửa ra thì cậu đang nằm thoi thóp trên ghế sofa rồi. Đến giờ Hải mới biết chính oan hồn của Chiến đã gửi lại mảnh giấy cảnh báo anh. Đến lúc này thầy Tâm mới lên tiếng. Phật pháp từ bi, may sao nữ thí chủ kia nghe lời kinh mà kịp sám hối, nên cậu Hải kia mới thoát khỏi họa sát thân. Dù là người hay là ma thì vẫn phải lấy việc cảm hóa làm gốc, chứ không phải là ra tay diệt tận. Từ nay cậu Hải và ông chủ đây nên tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện để những người đã khuất mau chóng được siêu sinh. 5 năm sau, Hải đã có gia đình. Anh cũng chuyển công tác từ nội đô về ngoại ô, tránh khỏi những xô bồ nơi phố thị. Từ đợt biến cố ấy, năm nào vào ngày giỗ của Chiến, anh cũng tới nhà ông Minh, cùng ông làm lễ rồi ra tận mộ Chiến thắp hương. Mùi hương phảng phất khiến Hải đỏ mắt, bồi hồi mừng tượng lại câu chuyện đáng quên ngày nào. Và câu chuyện phòng trọ ma ám đến đây là kết thúc. Xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.